Ê, ê. Phúc. Ê. Ê, thì xin lỗi nha, lần trước hơi nặng tay. Ê, chuyện nhỏ mà. Trả tiền cho anh à. Cảm ơn nha. Hả? Có mua gì không? Mua một cây kiếm gãy nha. Ê, cây dùng kiếm gãy chỉ dùng một lần thôi, không thể dùng thêm một lần nữa đâu à. Ê, bây giờ cái thứ này bán bao nhiêu tiền? Nếu như ngươi à, lấy 5 lượng bạc. Ê, thiệt đó hả? Lần trước tao mua cây lớn cũng chỉ có 3 lượng thôi. Bây giờ cũng ngủ như vậy mà cũng 5 lượng bạc. Lần trước 3 lượng, lần này tới mua không có 7 lượng, không có bán đâu à. À, anh Phúc à, đồ biển á, thì lên giá thôi. Cái đồ này cũng lên giá sao? Bên ngoài ra sao tôi không biết. Dạo này thiết xa bớt đi, giá tiền đã lên cao rồi. Nghe nói là gần đây có người mướn thợ rèn ra làm việc, mai mốt tiền nhân công càng cao đó nha. Hơn nữa con đã điều tra ra có nhiều thợ rèn bị mất tích vô cớ đó. Quay bộ thiết xa và thợ rèn mất tích, hỏi chuyện này có liên quan với nhau. Coi bộ đằng sau có âm mưu đó. Duy à, người có bạn gái rồi, còn lo gì bây giờ? Cha nuôi à, con là một phân tử của Kim Long Môn mà. Sao con vì bạn gái mà bỏ bê chuyện nước nhà chứ hả? Chưa, quả nhiên là tràn trề chính khí. Bất phàm thiết là không phục. Cha nuôi à, chừng nào mình hành động hả? Chuyện này không phải đơn giản đâu. Thì được, để cho đi kiếm Tiểu Điệp coi bà có ý kiến gì không. À, đi đi. Ê, Hàng Công Tử Giang Gia. À, tôi có chuyện muốn nói với Hàng Công Tử. Bảo một chút đi. Trác đại ca, anh muốn gì nữa đây? Ngươi còn dám hỏi ta muốn gì hả? Bây giờ tôi hỏi ngươi muốn gì, thật ra ngươi muốn dùng tên Trác Bất Phàm này tới bao giờ? Bỏ đi, anh đã chơi đã rồi mà. Không phải chơi với người ta đâu. Nếu như ngươi biết đã xảy ra chuyện gì, ngươi dự định thấy không phải là chơi. Cái sao chuỗi này đẹp quá hả? Chắc mắc lắm hả? Đương nhiên là mắc lắm. À, toàn là nhờ người thôi. Em? Dĩ nhiên rồi. Triệu Dân Sương tặng cho ta đó. Có biết tại sao không? Hắn nói chỉ cần từ nay ta không đi gặp con gái của hắn, sao chuỗi này sẽ thuộc về ta. Anh có hứa không hả? Dĩ nhiên là ta phải hứa. Hắn quen với Trác Bất Phàm mà. Nè, nếu như ngươi thiệt thích con gái của hắn, thì ngươi phải nói thật với người ta, đừng gạt người ta nữa. Nếu mà cậu biết tôi không phải là Trác Bất Phàm, cậu còn chơi với tôi sao? Hờ, chuyện này ta không giúp được cho người, ngươi tự lo liệu đi. Ta chỉ có thể nói với người, ngươi đừng có gạt người ta. Trác đại ca. Ây, lâu quá, nói với Tiểu Diệp lâu quá trời hoài. Chặt điên cái bưng cái miếng gì nặng ghê. Miếng đá qua cường á. Sao bưng nó làm đây làm gì, bưng nó đây làm cái gì vậy? Anh tới rồi thì tới rồi. Tới rồi kìa, tới rồi kìa, ra tới rồi. Mấy người thấy rõ kìa. À, đúng rồi, giới thiệu cái gì? Các vị, hôm nay tôi có vũ khí mới, giới thiệu cùng các vị. Ôi da, cái gì vậy? Vũ khí mới đó hả? Ở cái gì đây lạ vậy? Không sai, là cây bích lức thần cung này. Nó cùng những quy lực vô cùng. Cái gì bất lực thần? Mấy miếng dán thông tường hay là dách tường đá qua cường vẫn có thể xuyên qua. Ê, có thiệt không đó? Vũ khí gì mà dữ quá vậy? Bà chủ điệp, bà có thể công khai thử cho người ta coi. Đúng rồi. Tôi hả? Không được đâu, không được đâu. Ta yếu sức như vậy làm sao thử chứ hả? Vậy mới có thể tỏ ra quy lực bất lực thần công của ta. Thử đi, đúng rồi, thử đi. Thử đây, thử đây. Để ta thử nha hả? Ây da, thử đây. Sao nặng quá vậy? Cẩn thận nha bà chủ. Bà chủ à, cẩn thận nha. Ây da, nặng quá. Đúng rồi, nặng đó. Bà chủ, trước tiên bà kéo cung trước. Kéo cung hả? Kéo đi, dùng sức mạnh kéo đi. Sức mạnh kéo đi. Kéo đi. Kéo lùi nha, kéo lùi. Kéo đi. Sao kéo đi? Kéo lùi, kéo đi. Kéo đi mà. Không được đâu mà. Để tôi giúp mà. Kéo lại. À, được rồi hả? Chà, bỏ cái cây gì vô vậy? Mà thử đi. Bắn vào miếng đá qua cương đó. Bắn đi. Các vị, cái bí lực thần công này chế tạo ra sao? Thiệt xin lỗi không thể nói ra.
Nhưng mà nếu như ai thấy có hứng thú, ta có thể bán rẻ cho. Còn nữa, nếu như vị nào muốn được nhiều hơn, muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Ê, vị nào muốn mua hay không hả? Mua đi. Mua đi. Thôi đi. Bao nhiêu tiền vậy hả ông? Lục Tiểu Điệp là một người đàn bà không biết võ công, cho nên quy lực của Bích Lích Thần Công này thật không phải là tầm thường. Đúng vậy. Có thể bắn lũng đá Hoa Cường và bắn liên tiếp 3 tên. Thích hợp nhất là xâm pha xa trường. Lần này mình đã thu mua nhiều thiết xa, lại bắt được nhiều thợ rèn nữa. Tin rằng việc tấn công Đại Tống là chuyện nay mai mà thôi. Nhưng mà chuyện lần này nhất định sẽ khiến các người giang hồ để ý. Mình hành động phải cẩn thận. Phụ hoàng đã biết lần này nhiệm vụ của mình rất là hung hiểm, cho nên đã phái thêm một cao thủ để giúp mình. Được Hổ Nguyên Kiếm. Dạ. Hổ Nguyên Kiếm, tả thủ kiếm của hắn xuất thần nhập mà, hơn nữa là một người lạ mặt trên giang hồ. Hành động lần này là thích hợp nhất. Tham kiến thái tử. Bình thân. Tử Di thánh nữ, mình lại gặp nhau ha. Rút theo tôi. Xin đừng, xin đừng, xin đừng. Xin đừng giết tôi, xin đừng. Đừng, đừng giết tôi. Đừng. Lần này mình bị thất bại. Tổng thất thiết sai và thợ rèn. Đại Hoàng huynh, thầy xin lỗi. Không mặc mớ tem đâu. Tại Trác Bắc Phàm cố tình gài bẫy để hại mình. Coi bộ Trác Bắc Phàm có liên can tới Kim Long Môn của đại nội. Người này thì không đơn giản. Hoàng Mười, giết hắn cho ta. Hoàng huynh, giết hắn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng mà Trác Bắc Phàm cũng là một nhân tài, mình có thể chiêu hàng hắn mà. Ta chỉ sợ là giữ người này lại sẽ có hậu quả. Nhưng mà em đã được gần gũi hắn, chỉ cần em có cơ hội, em sẽ thuyết phục được hắn góp sức cho đại liêu. Người này thông minh tuyệt đỉnh, e rằng em chỉ uổng công phí sức thôi. Em cũng muốn bỏ cuộc như vậy. Vậy được. Vậy thì em phải hết sức cẩn thận. Dạ em biết. Thế lực mà mình đã bố trí ở các chánh phái có thành quả gì không ạ? Em đã bắt được tình, mọi việc tiến hành suôn sẻ. Vậy em phải căn dặn họ phải cẩn thận Kim Long Môn, nhất là con người của Trác Bất Phàm.